Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: Tử vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh của những con giáp cực kỳ may mắn trong tháng 7 năm 2022 về dương lịch. Đây là top những con giáp cực kỳ may mắn, luôn được mệnh danh là bốn cỗ máy in tiền trong tháng 7 dương này. Bởi vì trong tháng này, những con giáp này luôn luôn được thần tài bám gót. Chính vì vậy mà của nả nhiều không kể xiết. Khi bước sang tháng 7 dương thì có bốn con giáp sau đây gặp vận may mắn về đường tài chính cực kỳ vượng phát một cách trông thấy. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn được mệnh danh là những cỗ máy in tiền trong tháng 7 dương lịch của năm Nhâm Dần 2022, đó là con giáp người tuổi Tuất. Đối với người tuổi Tuất thì vốn là một con giáp chịu thương chịu khó, luôn luôn chăm chỉ siêng năng và luôn nỗ lực hết mình cho tương lai của mình. Tuất là con giáp vô cùng chăm chỉ, luôn nỗ lực vì mục tiêu mà mình đã đặt ra. Với những người này thì thường làm gì cũng luôn có định hướng và rõ ràng. Với những người tuổi Tuất là con giáp vốn có năng khiếu hài ước giao tiếp rất tốt, nên đi đến đâu cũng chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Và khi bước sang tháng 7 dương lịch của năm 2022 thì vận số vượng sắc, đường tài lộc rất cát tường, bởi vì là đường tài lộc trong tháng này có cát tinh chiếu rọi nên Tuất sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, với những cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa. Chỉ cần là Tuất chớp lấy thời cơ đúng thời điểm, Tuất sẽ trở thành một con giáp giàu sang vô đối, tiền chất chặt két, rung đùi hưởng lạc. Và trong thời gian này thì với những người tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng viên mãn, đặc biệt là trên con đường về tài lộc, Tuất sẽ có cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền bạc trong cuộc sống, thăng hoa viên mãn hơn người. Từ đó với con đường tình duyên cũng trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn mệnh danh là những cỗ máy in tiền trong tháng 7 của năm Nhâm Dần, đó là con giáp người tuổi Hợi. Hợi là một người thẳng thắn nhưng rất trung thực và chăm chỉ, lại hiếu học. Càng nhiều tuổi, Hợi càng vững vàng xây dựng sự nghiệp và cuộc sống viên mãn hơn. Dù khó khăn bao nhiêu nhưng người tuổi Hợi cũng luôn luôn khéo léo xử lý những tình huống và lập kế hoạch cẩn thận cho bản thân, và có cái kết rất thành công. Và theo tử vi học có nói, khi bước sang tháng 7 dương lịch của năm 2022 thì vận may sẽ mỉm cười với con giáp người tuổi Hợi và sẽ được bạn bè giới thiệu cho rất nhiều cơ hội làm việc. Chính vì vậy mà đường thu nhập tăng lên, khiến cho người tuổi Hợi rất dễ chịu, và con giáp này là con giáp giỏi nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ hết rồi lại đầy. Và trong thời điểm này thì Hợi tự tin có nhiều cơ hội thăng tiến nên vận trình cứ phất lên như diều gặp gió. Với những dự định riêng của Hợi cũng sẽ được thực hiện, không gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại nào. Hãy yên tâm làm việc trong thời điểm này vì không có tiểu nhân cản đường, nên con giáp này là vận quý nhân trong năm nay rất có thể chính là người bạn đời của Hợi. Thế nên trong cuộc sống công danh sự nghiệp, chẳng những là quý nhân trợ mệnh giúp cho mọi sự hành động mà người tuổi Hợi còn luôn được hạnh phúc vô vàn và có được tình duyên như ý nữa. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn mệnh danh là cỗ máy in tiền trong tháng 7 năm Nhâm Dần 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Dậu. Đối với con giáp người tuổi Dậu là con giáp rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn thì trông họ có vẻ yếu đuối, nhưng về trên thực tế
lại là một con giáp mạnh mẽ kiên định nhất. Và trong tháng 7 sắp tới đây thì vận của Dậu đỏ như son, Dậu sẽ được cánh cửa tài lộc mở ra. Nếu như mà Dậu biết nắm bắt những cơ hội đúng thời điểm thì cơ hội làm giàu sẽ ập đến với Dậu. Mặt khác, trong 4 tháng cuối năm thì người tuổi Dậu cũng có thể bất ngờ lớn lên và liên quan đến đường tình duyên nữa. Và lời khuyên là dành cho những người tuổi Dậu là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu hoặc những lời nói xấu sau lưng. Bởi vì không trải qua sóng gió thì bạn sẽ không trở thành một cái cây lớn đứng sừng sững giữa rừng. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư nằm trong top những con giáp may mắn mệnh danh là 4 cỗ máy in tiền trong tháng 7. Đó là con giáp người tuổi Dần. Với người tuổi Dần thì trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Và điều này nó cũng dự báo sau khi bước vào tháng 7, Dần sẽ có một vận khí cực tốt. Bởi vì ngũ hành thủy nó tụ lại và tạo thành thủy cục nên mộc vượng, vận may đến rất lớn, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử. Với 3 tháng kể từ tháng 7 trở đi thì người tuổi Dần chẳng những là có nhiều cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi luôn với tình trạng không kiếm ra tiền. Và nửa đời sau thì họ sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn chung là người tuổi Dần cũng nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù là thất bại. Hiểu rõ về đạo lý từ bỏ thì rất đơn giản, kiên trì mới khó, và tiếp tục chăm chỉ thì cuộc sống tương lai của Dần sẽ vô cùng thuận lợi. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về 3 cặp đôi đỏ cả tình lẫn tiền, luôn nhận lộc trời ban, tài tiền viên mãn và giàu có trong năm 2023, có thể trở thành tỷ phú trong năm 2024. Và các bạn thân mến, về cặp đôi thứ nhất, đó là cặp người tuổi Tỵ và người tuổi Dậu. Về theo phong thủy ở phương Đông cho biết là trong năm 2023 thì với cặp đôi Tỵ và Dậu chính là những con giáp có quý nhân bám gót, thần tài độ mạng, nên họ đi đến đâu hay làm gì cũng cực kỳ thuận lợi. Nhất là trong nửa đầu năm 2023 thì người tuổi Tỵ chỉ may mắn vừa phải, nhưng khi càng bước đến cuối năm thì cuộc sống của những người tuổi Tỵ sẽ có sự chuyển biến cực kỳ tích cực. Còn đối với những người tuổi Dậu thì cuộc sống của họ đã có nhiều chuyển biến tích cực và khiến cho họ sẽ có thể theo đuổi những ước mơ mà họ đã ấp ủ từ bấy lâu nay. Với người tuổi Dậu vốn là con giáp thông minh chăm chỉ nên đây chính là thời cơ để họ thăng quan phát tài. Với Dậu làm ăn kinh doanh thì cuộc đời càng thêm phần khấm khá, họ có thể tìm kiếm được những hợp đồng lớn, thu về những lợi nhuận cực kỳ cách xù. Và trong 2 năm tới, chính là nhờ có thần Phật che chở nên cặp đôi Tỵ và Dậu sẽ có những cơ hội tỏa sáng và luôn được cấp trên cân nhắc lên vị trí tốt hơn. Khi hai con giáp này ở bên nhau thì cuộc sống càng thêm phần hưng thịnh và giàu có. Và các bạn thân mến, về cặp đôi thứ hai, đó là cặp người tuổi Tỵ và người tuổi Sửu. Về theo tử vi ngày mới cho biết, khi bước sang năm Quý Mão của năm 2023 thì cặp đôi Sửu Tỵ chính là một trong những cặp thoát nạn tam tai và có cơ hội gặt hái được nhiều tài lộc thành tựu trong cuộc sống. Với người tuổi Tỵ vốn dĩ là con giáp kiên cường, thông minh, lanh lợi nên họ luôn có tầm nhìn xa trông rộng, dễ dàng thành công trong cuộc sống. Đặc biệt khi bước sang năm mới thì người tuổi Tỵ có quý nhân trợ giúp nên làm việc gì cũng thiên thời địa lợi nhân hòa, dễ dàng phất lên như diều gặp gió. Trong khi đó thì những người tuổi Sửu lại vô cùng chăm chỉ, cần cù và biết vun vén cho gia đình. Chính vì vậy, chỉ cần là cặp đôi này tập trung hết mình cho công việc thì nhất định bạn sẽ thu về những thành tựu cực kỳ đáng nể. Và theo tử vi cho biết là 2 năm tới đây thì cặp đôi này không chỉ là may mắn trong tình duyên mà còn
có rất nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống ở hiện tại, và để trở thành một người nổi bật trong đám đông thì rất được nhiều người kính nể. Và các bạn thân mến, về cặp đôi thứ ba, đó là cặp người tuổi Ngọ và người tuổi Dần. Theo các chuyên gia trong phong thủy, vì mang những nét cách tương đồng nên Ngọ rất hấp dẫn với sự chú ý của Dần. Họ đa phần là những người sôi nổi, nhiệt tình, dường như không bao giờ là cạn năng lượng sống. Bởi vậy, họ làm việc thì hay vui vẻ, vui chơi, đều không biết mệt. Chính vì thế mà cặp đôi Dần Ngọ nhìn thấy đối phương thì như được là bản sao của chính mình, nên họ cực kỳ hợp nhau, ở với nhau nhiều cũng không chán. Bên cạnh đó đều là những con giáp thẳng thắn, thích làm gì đều nói thẳng chứ không vòng vo hay quanh co. Với mối quan hệ giữa Ngọ và Dần thì luôn tạo nên bởi một nền tảng chân thật rất vững chắc. Và theo tử vi trong 2 năm tới thì cặp đôi này sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn, khiến ai ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.